Đông Bắc năm 1982, có một người đàn ông được xưng là vua đấu tay đôi, tên là Lưu Hải Trụ, tay chân anh ta rất dài, có người nói, anh giống hệt xác ướp trong trò chơi điện tử, một con hổ dữ. Anh không thích nói chuyện, càng không thích khoe khoang thành quả của mình, lúc nào cũng ăn cơm một mình, về nhà một mình, không ai biết, trong lòng anh có một đóa tường vi, đó là đồng nghiệp trong xưởng Châu Manh, tuy đánh khắp nơi không đối thủ, trước giờ chỉ toàn im lặng dõi theo cô, cho đến một hôm, anh thấy Châu Manh bị quấy rối, anh xông qua đạp một phát, đuổi ba tên kia chạy mất dép, khí thế ấy khiến cô gái nhỏ sợ hãi. Lưu Hải Trụ nhặt túi lên, lần đầu nói chuyện với Châu Manh, anh lắp ba lắp bắp, hỏi cô sao lại không đi xe, hóa ra, xe đạp của cô đã bị trộm mất. Tối hôm ấy, anh tìm thấy chỗ ở của bọn trộm xe đạp, nhanh chóng nhận ra xe đạp của Châu Manh, anh đang định đem đi, thì bị tên trộm bên trong phát hiện, một đám người nhanh chóng cầm vũ khí chạy ra, lại không ngờ, chẳng mấy phút sau, tất cả đều rên rỉ ngã trên mặt đất, đại ca của chúng sợ trốn dưới gầm bàn, tìm cảnh sát đi. Đương nhiên Lưu Hải Trụ bị bắt vào đồn cảnh sát quen anh, biết nội tâm anh không xấu, anh ấy nói với anh, đánh nhau chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, Lưu Hải Trụ không nói gì. 10 ngày sau, ra khỏi trại tạm giam, Lưu Hải Trụ dắt xe đạp của cô gái về xưởng, tuy nó đã hỏng, lúc này anh thấy con trai xưởng trưởng đứng trước mặt Châu Manh, tỏ ra ân cần, hai người đứng cùng nhau trông rất đẹp đôi. Lưu Hải Trụ lại tự ti, không biết anh có thể mang lại điều gì cho cô, anh quay người đi, trong lòng lại có suy nghĩ khác với trước đây, lần này anh muốn học làm một người tốt. Anh cắt mái tóc dài đi, tất cả đều là vì tình yêu, ở bên kia, kẻ thù của anh đang vẽ hình dáng trước đây của anh, làm lệnh treo thưởng để đàn em tìm kiếm. Lưu Hải Trụ bắt đầu học cách làm người bình thường, tập chào hỏi, tập nói chuyện, có hôm muốn tặng quà cho Châu Manh, đi theo suốt chặng đường vẫn không thể đưa ra, bị xem là biến thái, bắt lại, may mà Châu Manh đến kịp, anh lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong lòng ra, trang đầu tiên viết chúc công việc thuận lợi, cô gái cười, thì ra anh cũng rất đáng yêu. Lưu Hải Trụ nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng rất vui, kích động quá, chạy đi. Thì ra anh chợt nhớ ra, chiếc xe đạp bị hỏng của cô vẫn đang ở chỗ của anh đi sửa xe đạp cho cô, không chỉ sửa cho cô, mà còn sửa xe miễn phí cho tất cả mọi người trong xưởng, mọi người đều phục tay nghề của anh, trước đây anh ăn cơm một mình, bây giờ có người ăn cùng anh, nụ cười của anh cũng nhiều hơn trước rất nhiều, còn được vẽ lên bảng đen, cuộc sống như càng ngày càng trở nên tốt đẹp, nhưng cuối cùng kẻ thù vẫn tìm thấy anh. Khi xưởng đóng thuyền đang tập duyệt cho bữa tiệc tối, đại ca của bọn trộm dẫn người xông vào, tìm Lưu Hải Trụ tính sổ. Lưu Hải Trụ bây giờ không muốn đánh nhau, anh muốn nói đạo lý, nhưng anh đâu biết, tên lão già trước mặt, rất giỏi bóp méo sự thật, cuối cùng anh chỉ có thể bước lên phía trước, để bọn chúng đánh, anh không đánh trả. Chủ nhiệm công xưởng đưa người đến kịp thời, đuổi họ đi, nhưng thủ đoạn của chúng ngày càng hèn hạ, đầu tiên là ăn cơm chùa ở các quán cơm, rồi để lại tên của Lưu Hải Trụ. Sau đó bảo phụ nữ đến xưởng làm loạn, bảo là Lưu Hải Trụ làm người ta có bầu. Lưu Hải Trụ vẫn không muốn đánh nhau với họ, cho đến một hôm, một đám người lại kéo vào xưởng thuyền, là nhị đương gia của bọn trộm, anh ta nói muốn đánh nhau với Lưu Hải Trụ. Cuối cùng Lưu Hải Trụ cũng bị chọc giận, anh vung nắm đấm, kết quả lại bất cẩn đánh phải chủ tịch hội công nhân, mọi người ai ai cũng căng thẳng. Lưu Hải Trụ hiểu rằng mình đã gây ra họa lớn, nắm đấm của anh đã phá hủy toàn bộ mọi thứ, mất việc, mất sự tin tưởng. Mọi người đều tránh né anh. Tối hôm ấy, Lưu Hải Trụ giận dữ xông vào hang ổ của bọn trộm. Anh rơi vào bẫy của họ bị vây kín. Lưu Hải Trụ bị một chiếc xẻng đánh gục. Sau khi Lưu Hải Trụ ra viện, anh đội một chiếc nón lá, như biến thành một con người khác, lạnh lùng, lầm lì, không nói tiếng nào. Cô gái anh từng thích ngày trước đến tìm anh. Anh sửa xe của cô xong, bảo cô đi đi. Anh phát hiện gần đây rất nhiều người bị đinh đâm hỏng lốp. Thì ra là những người anh em trước đây, không muốn anh như vậy, đã cố ý giải rất nhiều đinh gần hàng sửa xe của anh. Thế là Lưu Hải Trụ đi nhặt từng cây đinh một, anh em lại đến giúp anh, mọi người đều không nói chuyện. Một hôm Lưu Hải Trụ về nhà, thấy mọi người trong xưởng đều xuất hiện ở cầu thang nhà anh, nói chuyện và khen anh với bố của anh. Anh hỏi họ đến làm gì, thì ra mọi người đều bị hỏng xe, đều đến tìm anh để sửa, làm gì có chuyện tốt như vậy, chắc chắn là họ tự làm hỏng. Anh bỗng cảm thấy, thì ra mình cũng không phải có một mình. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, mọi người vẫn tin tưởng anh, nhưng anh vẫn phải giải quyết chuyện đám ác bá. Hôm ấy, Lưu Hải Trụ đến hang ổ của bọn trộm lần thứ ba, đưa ra thư thách đấu với đại ca, gặp nhau ở cầu Tân Giang. Anh vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, vẫn muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đại ca đồng ý, hai đàn em của Lưu Hải Trụ xâm nhập vào hang ổ của bọn trộm, cướp sổ sách của đại ca chúng, trong đó có chứng cứ phạm tội của anh ta.
Họ đưa sổ sách đến cho cảnh sát, còn xin cảnh sát mau chóng đi cứu Lưu Hải Trụ. Anh hẹn tên ác bá ra đánh nhau, còn cướp sổ sách của hắn. Khi đại ca biết sổ sách bị cướp, anh ta nổi giận. Buổi tối, đại ca dắt một đám đàn em đến chỗ hẹn, Lưu Hải Trụ lại chỉ đến một mình. Quả nhiên tên đại ca tức giận rút ra một cây súng, đây chính là mục đích của anh. Sau đó anh xông thẳng về phía đại ca, khí thế của anh cực mạnh. Họ đánh nhau, tên đại ca chạy tới một nơi xa, nhìn lại không thấy tên đàn em nào nữa. Lưu Hải Trụ và tên ác bá đánh nhau một trận, dù đánh thế nào, tên ác bá cũng không nổ súng, bởi vì súng của anh ta vốn là giả. Cuối cùng, Lưu Hải Trụ thắng. Cảnh sát đến bắt đám trộm, ở đằng xa nhìn thấy bóng dáng một vị anh hùng rời đi. Đó chính là Lưu Hải Trụ. Lưu Hải Trụ đã đánh mất rất nhiều điều, mất việc, cô gái mình thích cũng rời khỏi Đông Bắc, nhưng anh cũng giữ lại được một chút gì đó, chính là nội tâm của mình. Anh nhìn thấy một đám người, anh hét lên, làm gì vậy, họ chỉ trêu chọc tên ngốc thôi, người ta vốn đã ngốc rồi cậu còn chọc người ta, anh Trụ tử kẻ ngốc không phải để người ta đùa cợt sao?